Ok, và hello anh em. Được rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại với Adagamba nhé các bạn. Đó, tập hôm nay thì mình cũng có khá là nhiều thứ muốn cho anh em biết anh em ơi. Đây, hiện tại là tôi đã chế được rất là nhiều dầu đấy các bạn ơi. Đó thì cái video này anh em biết tại sao nó ra muộn không? Bởi vì là mình đã reset lại điện thoại ấy. Đó, mình reset lại, mình lại kiểu như là mình hạ cái bản ROM của nó xuống ấy, chơi cho nó mượt hơn đấy đó các bạn. Nhưng mà tôi thấy chơi nó không mượt hơn tí nào cả. Hơn một tuần nay tôi phải khôi phục lại một đống dữ liệu của tôi. Ở đâu? 5 ngày nay tôi phải khôi phục lại dữ liệu của tôi các bạn. Đây. Hiện tại cái polymer của mình đã kiếm được hơn 3.800 rồi này. Đợt này thì mình định chế khẩu súng shotgun nhưng mà chưa cái bản vẽ là hợp lý các bạn ạ. Toàn những cái đồ mà nó đam trên 200 thôi. Cái này đam có 91 này. Tôi đang tìm cái bản vẽ shotgun ngon nhất đấy. Đó, tầm hôm nay thì mình sẽ tạo cái máy nghiền để nghiền hết tất cả cái đống súng này ra nhé các bạn. Đây tất cả những cái đống súng mà tôi đã tích góp ở đây. Tôi vứt đi một ít đấy chứ. Đợt trước có chặt dương, có khẩu này ngon nhất này. Khẩu này ngon phết này, 1.900 đam mà 1.000 độ bền luôn, khẩu này ngon phết. Nhưng mà mấy cái khẩu này mình không dùng nhé các bạn này. Cái này 1.800 này, 1.700 này. Cái này mình sẽ chế một cái máy nghiền để mình nghiền hết ra nhé các bạn. Ok thì hiện tại là mình đang còn 30 amber. Tí nữa mình sẽ lấy amber cho các bạn xem nhé. Thì lấy amber nó cũng dễ thôi. Các bạn có thể lên YouTube, các bạn tìm những cái gì ta. Các bạn xem cái cách bung amber ấy nó có nhiều lắm. Hôm qua mình lên mình tìm được. Hôm nay tôi bung được khối amber đấy các bạn. Bung được bao nhiêu luôn. Được. Tôi mua được một cái bàn keyboard này. Một cái bàn đây, cả một cái bàn này nữa cơ. Một cái bàn yên này nữa cơ. Thì theo mình thấy ở cái Never 97 nó hơi khó, thế nên là mình quyết định mua cái bàn yên để mình mua cái yên quét rác rồi luôn. Đó, thế này tôi mua cái bản yên mất 50 amber. Đó, thì đây, mình sẽ chế cái máy nghiền như các bạn. Ây da, từ từ. Sắt mình có, à cái polymer này mình có mà ta, đây này. Tôi nhớ ở trong bọn này nó có. Úi giời. Bọn ốc sên này khá là nhiều. Các bạn có thể bắt cái video trước ấy. Thì cái cách bu amber mà lấy bu amber tại nhà thì các bạn cứ bắt con ốc sên này này. Các bạn để trong cái lồng, xong rồi anh em bật em thì bổ wandering cho nó cứ đi lại là nó sẽ tạo ra cái polymer như các bạn. Đó, nó tạo ít nhưng mà các bạn cứ bắt nhiều vào. Bắt càng nhiều thì các bạn thoát game ra, các bạn vào lại nó bắt đầu lại có lại. Đó, đây là cách bùng đấy. Rồi, hiện tại tôi có bao nhiêu rồi? 200 mà. Đủ chưa? Đây. Đó, ok nhá. Chúng ta chế tạo cái máy nghiền. Máy nghiền này nó cần khối 3.200 sắt đấy, 3.200, 2.000 grid hole luôn. Để tôi nghiền ra mấy cái kia xem nó có nhiều sắt không nhé các bạn này. Mình xem thì thấy người ta nghiền nó nhiều sắt lắm. Đâu rồi? Đây. Đây này. Ủa, to lắm, cái máy nghiền này to vãi thứt rồi. Đây, cho cái này vào đã. Bật lên, có bật chưa? Rồi. Mình sẽ nghiền hết cái đống súng này luôn đấy các bạn. Đây rất là nhiều súng luôn. Anh em tha hồ mà nghiền. Một lần nghiền thì chắc là nó ra hết tất cả những cái đồ mà nó chế tạo ra ấy. Tôi đéo biết là những cái súng ngon thì nó có. Từ từ đã, đây cho hết vào đây đã. Bởi vì nó hơi nhiều nên nó nặng các bạn. Súng thì mình để lại một khẩu ngon nhất để mình bắn thôi. Chứ mình không có tích trữ nhiều này làm gì. Các ông đi hang, các ông như này các ông cũng có thể lấy được da sắt đấy. Đây. Thì cho các bạn xem nghiền hết cái đống này thì được bao nhiêu sắt nhé các bạn. Đây, toàn bộ cái đống này tôi sẽ nghiền nhé. Ok, nghiền xem nó ra được bao nhiêu sắt này. Được, ui 92 sắt là ít thế. Kệ nó, tôi cứ nghiền hết cái đống này nhé. Mỗi một cái là các bạn cứ ấn vào các bạn green nó là nó sẽ tự nghiền ra. Rất là nhiều luôn, chỗ này chưa đủ dương, được chứ mình vứt đi rồi đấy chứ. Chứ không thì tôi đầy. Đây này, được 1.700 sắt rồi. 1.800, 1.900 rồi. 2.000 sắt rồi, ui, nhiều thế. 2.300 rồi. Ôi rồi 2.500 và 2.560 gỗ. Và chúng ta được 1.800 da các bạn này. Từ từ để tôi xem nào. Đây, một đống kính và mũ, à cái khiên này. Lấy khiên ra nghiền nốt nhé các bạn này. Trời ơi rất là nhiều đồ, cái này có nghiền được không? Chắc là nghiền được ấy, nhưng mà thôi cứ để lại nhé các bạn. Mình phải để lại mấy cái đồ bơi đã để lúc nào còn xuống biển lặn. Chứ mà mang hết đấy thì nó ok nhé. Đây, chúng ta đã cho hết vào trong đây. Nghiền thử mấy cái đồ này xem là nó có ra được sắt không nhé các bạn. Những cái đồ này tôi nghĩ nó toàn ra fiber mới cỡ mấy cái ấy thôi. Cái này đi thế nào? Ui, nó ra đá.
Dồi, ra nắm polymer lắm. Mấy cái đồ này ra polymer các bạn ơi. À, cái khiên da sắt. Ngon phết. Ui ui, thừa rồi. Thừa vẽ rồi. Tôi lấy ít polymer đã. Cho vào đây nhé các bạn. Trời ơi, có bao nhiêu? 520. À, không cho vừa rồi, chỗ này đủ thừa bố rồi các bạn đây. Má nó thừa ra. Đâu rồi? 2000. Ui, 3000 sắt nữa các bố ơi. Mẹ nhiều thế. Tính ra là lấy cái này nãy sắt phết đấy. Đây này 3000 sắt này. Nhiều lắm các ông ơi. Tha hồ mà các bạn xài luôn đấy. Tính ra các bạn cứ đi hang, các bạn cứ spam hang xong rồi các ông về các ông nghiền đồ ra là lấy sắt được ấy. Đỡ phải lung. Đó, mình thì mình biết trước rồi. Nên là mình đã quyết định đập hết mấy cái lò lung. Cái này chỉ để lại để cho mình tự sát thôi nhé các bạn này. Cái này để lại để cho mình thỉnh thoảng mình tự sát để mình đi chỗ này chỗ lọ ấy. Thế nên là tôi mới để lại nguồn lò lung ấy. Chứ không thì mình đập hết đi cho nhà nó thoáng, cho nó rộng chỗ. Cái tủ lạnh này nhà tôi thì hôm qua tôi đi farm được khối trái đen để mấy cái đồ vớ vẩn ấy. Đó. Ok, thế này là cho hết ra luôn này. Cái cục này thì tôi không biết là nó làm được cái gì cơ. Nhưng mà tôi vứt đi nhé các bạn, tôi thấy hơi lặng. Không làm được cái gì. Ui, nó ra nhiều cái quá. Nó ra nhiều cái ngọc trai quá. Ngọc trai trắng đâu nhỉ. 1160. Ui dồi ôi. Này cho chó ăn này các bạn. Ngọc trai nó nhiều quá rồi các bạn. Mình đang có 6.900 sắt. Hơn. Tí được phá cả cái cỗ máy này đi nữa cũng còn các bạn. Lúc nào mình các bạn cần nghiền thì các bạn hãng tạo máy ra nhé. Chứ còn không thì các ông cứ để mẹ nó. Các bạn cứ để nguyên là sắt đi. Ví dụ cái gì các bạn dùng thì các bạn ấy. Chứ bây giờ các bạn không dùng thì các bạn phá đi nhé. Nhà đã không có diện tích rồi thì tốt nhất là không nên để đồ làm gì. Các bạn cứ chế xong là các bạn phá ra thế là thôi. Ví dụ như mấy cái lò lung sắt ấy. Như kiểu cái gì nhở. Cái bếp ấy. Mình chỉ lung ra tầm 130 bình máu là mình phá đi thôi. Mình cất gọn đi thôi. Ok nhé, tôi sẽ cho hết vào đây nhá. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ phá hết đi. Ui sao trong đây nắm cái dầu này thế. Này rồi. Thế là ok rồi đấy. Phá đi là nó sẽ được cái polymer gốc luôn đấy. Ngon phết đây này. Chúng ta sẽ được 600 cái polymer này. Quá là ngon luôn. Cất vào đây tạm ít đã. Để tôi chế lấy lốt cái đống này ra. 3.000, 2.000. Đây. Chế tiếp nhá. Lấy đâu rồi. Chế tiếp cái nữa nhé, xong rồi chế tiếp xong rồi mình phá đi để mình lấy polymer thôi. Chủ yếu mình lấy cái polymer để nó không bị hỏng thôi. Chứ để cái polymer kia thì nó lại bị hỏng ấy các bạn. Đây, đó, thế là xong rồi. Ok, phá đi nhé các bạn. Đây. Đấy, phá đi nha các bạn, lại lấy sắt với cả polymer cất đi như bình thường thôi. Đấy, các bạn cứ thoát ra vào lại xong rồi lấy trong con ốc sên đi. Cất này đi nữa. Rồi. Có bao nhiêu vậy ta? Tôi này hiện tại đang có 4.565 cái polymer màu xanh này. Thì tôi nghĩ là một khẩu súng shotgun cũng nắm lên tầm 5.000 polymer thôi. Cái khẩu mà mắc ấy, khẩu mà ngon nhất, mạnh nhất ấy, thì tôi nghĩ là nó chỉ tầm 5.000 thôi. Tại là bao nhiêu rồi, sao lại nhiệt độ nóng thế ta? Đây nhá, mình đã cập nhật về phiên bản cũ xong rồi mình, các bạn nhìn này. Nó tăng hiệu suất luôn rồi, nó đủ các thể loại trên đời luôn. Đây nhá. Đó, xóa bộ nhớ luôn này. Đang xóa rồi. Đó. Giải phóng các thứ mà tôi không thấy game nó mượt hơn tí nào các bạn ạ. Mình cảm giác game nó chơi nó vẫn thế. Thế nên là khi các bạn chơi game, tốt nhất các bạn tắt cái game turbo đi. Nó chỉ làm màu thôi. Nó kiểu để cho nó ngầu với cả nó đẹp thôi các bạn ạ. Chứ nó không có tác dụng gì cho điện thoại các bạn đâu. Đây thì mình cũng hướng mình cho các bạn xem cái cách mình lấy amber từ cái gì nhé các bạn. Đây nó từ cái nhiệm vụ ở đây trên rồi. Cái này mình chuyển qua nhiều ngày quá. Nó thoát, nó mất 4 nhiệm vụ rồi. Đây. Nó là cái nhiệm vụ các bạn lấy cái Antifax Skylore này này. Đó. Là các bạn sẽ được hoàn thành cái nhiệm vụ cái gì nhỉ? Cái đấy mình tên là cái gì nhỉ? Kiểu nhiệm vụ ngày ấy, cứ một ngày thay đổi là nó sẽ lại ra một cái nhiệm vụ khác. Thì anh em vào phần cài đặt cho mình nhé. Chết rồi, xóa bà đi rồi. Từ từ đã. Đây, các bạn vào phần cài đặt cho mình. Đó, các bạn tìm xuống cái phần các bạn vào phần chuyển đổi ngày và giờ ấy, ngày và giờ này. Các bạn tắt cái phần sử dụng ngày và giờ do nhà mạng cung cấp đi. Đó,
cái nhiệm vụ giờ kilo thì mình không biết nữa, nhưng mà mình nhớ là ở từ tháng 11 này, ngày 10 mấy nhỉ? Ngày 16 các bạn này, à ngày 17. Đây là bắt đầu mình làm được nhiệm vụ này nhé các bạn. Ok. Thực ra nó không phải là nhiệm vụ ấy đâu. Nó là cái ngày nào ấy, ngày 17 không phải. Đây này. Cái nhiệm vụ Daily Pursuit này, đó. Cái nhiệm vụ ngày đây này, đó. Thì khi mà các ông làm cái nhiệm vụ ngày này ấy, nó ra cái nhiệm vụ gì đây? Nó ra cái giết 15 con cá sấu bay. Mình sẽ xóa nó đi nhé các bạn. Cái này mình không dùng, cái này mình không làm được. Đây. Các bạn ấn vào cái nhiệm vụ này thì các bạn chuyển về ngày 16 cho mình. Đó, cái ngày 16 đấy chính là cái ngày mà tôi là cái ngày làm nhiệm vụ lấy cái antifax rồi cai lo này. Các bạn ấn start phát là xong. Đấy. Thế thôi các bạn này, nó đây là được 2 amber rồi. Sau khi nó mất cái nhiệm vụ này rồi ấy, thì các ông lại chuyển chuyển về ngày 17. Thế thôi. Các bạn lại chuyển về ngày 17. Cái này không phải là của mình biết đâu nhé, mà là mình xem đấy, mình xem người ta ấy. Nhưng mà người ta là tem thú cơ. Đó, nó lại hiện ra cái nhiệm vụ này rồi, các bạn ấn vào đây nhé. Các bạn đừng ấn start luôn nhé. Các bạn phải quay về đến ngày 16 thì nó mới cho các bạn làm nhé. Đó. Chứ các bạn về cái ngày 17 không được đâu, cái ngày 17 nó chỉ hiện ra nhiệm vụ thôi. Đó, xong rồi. Đấy, thế là được 2 em bơ. Nó nhanh lắm, chỉ ăn xong mới đứng ở nhà thôi. Nó các bạn lại chuyển về ngày 17 như mình. Xong rồi các bạn lại vào đây. Thôi ôi như đi chơi luôn. Đó, nó hiện ra cái nhiệm vụ. Ấn vào thôi nhé. Hoặc là các ông không ấn vào cũng được. Ê, các bạn không cần ấn vào nó cũng không bị sao đâu nhé. Nó chỉ cần hiện ra nhiệm vụ thôi. Đó, các bạn chuyển về ngày 16 cho mình. Cứ lặp đi lặp lại ngày 16, ngày 17 thôi. Như là tháng 11, ngày 16. Ừ, tầm đấy, ngày 16 với cả ngày 17 đấy các bạn. Đó, các bạn ấn start. Thế là được. Có gì đâu. Chỉ ăn xong mới ở nhà. Ăn xong mới ở nhà làm cái này là qua bơ rồi. Nó nhanh hơn các bạn úp quảng cáo nhiều. Ngày xưa úp quảng cáo lâu lắm. Úp quảng cáo phải xem cơ. Thỉnh thoảng có người ta ấn vào cái nào nó được luôn. Còn nhiều người ta phải xem từng cái video một cơ. Đây. Phải ấn 2 lần. Đây. Đó, start phát là xong. Đó. Trời ơi, 2 amber liền. Kiếm rất là nhanh, hiện tại được 38 amber rồi. Tôi định kiếm amber đủ ấy để tôi mua một cái vòng cổ màu vàng cơ. Nhưng mà thôi, đợt này mình sẽ sưu tầm. Mình mua cái bộ này 160 được 4 yên yên tech siêu pro luôn. Lần này mình bắt con Megalodon này, con Musasaurus, tất cả những con kia full đồ tech luôn, nó mới mạnh, nó mới đẹp các bạn ạ. Đó, thì tôi sẽ quyết định chắc là tập sau mình sẽ đi mò con đi xuống biển tôi tìm mấy con gì đấy nó bắt được đấy các bạn này. Chứ giờ chưa có thú biển. Bơi toàn tôi toàn đi bơi xuống dưới biển tôi tìm mấy cái dầu đấy chứ. Đây, mình sẽ vứt cái đồ này đi đã. Hai cái này không làm cái gì hết cả. Đó, cái cách bung amber với cả cái cách bung polymer ấy thì các bạn cũng biết rồi. Nói chung là các bạn cũng xem người khác các bạn biết rồi, thế nên là mình cũng chỉ hướng dẫn lại thôi. Và các bạn xem cũng biết là tại sao mày lại kiếm đâu ra mà lắm súng ống thế. Thì súng ống thì các bạn cứ auto đi hang thôi. À mà cái hang kia thì mình cũng đi được rồi nhé các bạn. Từ đã, để tôi hẹo cái đã. Đây. Từ từ xem trong người có ăn gì quan trọng. Cái này đi. Đó, tôi hẹo cái đã nhé các bạn này. À mà không, đéo cần hẹo bằng cái phong cách này làm gì. Lấy bom ra hẹo cho nó uy tín luôn. Cái bom này lỗ hơi bị đau đấy các bạn. Trời ơi, nổ quả này nó nổ cái đột một phát. Bay hàng chục cây số. Phê luôn. Nổ này cho nó nhanh chứ đốt bằng cái lò lung kia nâu chết lắm. Đây, tôi sẽ đi qua kia tôi triệu hồi đồ đã. Tôi lấy một ít đồ về nhà đã. Đợt này mình biết là mình không cần phải lung sắt rồi. Thế nên là chịu khó đi hang một tí. Nói là đi hang ấy chứ, thật ra là toàn ăn xong dịch chuyển chứ đi hang cái gì đâu các bạn. Đó, mình biết đợt này là không phải các bạn không phải đi mà pha metan nữa để lấy sắt nữa. Nên là các bố tốt nhất là các ông cứ đi mấy thôi. Cứ đi hang mà lấy đồ thôi. Chết rồi, không có cái đồ xanh rồi. Cái mà lấy súng thì đây này, tôi ra một đống giáp này nhưng mà tôi chưa thấy cái giáp nào ngon. Lúc nào chắc mình phải lên YouTube mình xem là có cái giáp nào nó ngon nghẻ, nó bổ rẻ không. Giáp gọi là giáp mắc, giáp xịn nhất bởi vì sắt bây giờ mình đang khá là nhiều ấy. Nếu có chỗ nào nhảy xuống thì tự sát nhỉ. Dưới này toán con gì ấy? Tôi phải tìm được cái con nào không nó ăn thịt cơ. Đi biển này nhé các bạn này. À, có quả bom đây mình lại không nhớ. Bùm.
để mình xem cho các bạn xem cái nhiệt độ máy của mình đang là bao nhiêu nhé các bạn. Cái này không xem nhiệt độ máy à? Không xem là nhiệt độ máy các bạn ơi, bình thường là xem là nhiệt độ máy cơ. Để mình đi qua mấy cái hang kia mình lấy đồ cho các bạn luôn nhé. Ở cái hang băng mà đợt trước, tập trước ấy mình không đi, mình không đặt được ấy. Không đặt được giường là có nghĩa là nó bảo với các bạn là gì ta? Không được đặt giường cạnh cái cạnh chỗ thú nguy hiểm. Đó, nó kiểu nó bị như thế. Các bạn trước đi, các bạn đi vào hang các bạn phải đi sell cho nó hết thú đi thì các ông hãng đặt được giường. Còn đợt đấy là mình vào đấy là mình loay hoay xong rồi chém nó có thú ở đấy mà. Thế nên là nó khó, nó đéo đặt được giường, mình cứ tưởng cái bị lỗi, hóa ra là nó ấy quá. Đây, mình sẽ lấy 4 cái antifact luôn. À còn một cái hang nữa tôi chưa đi. Cái hang dưới chân núi lửa ấy. Đây rồi. Đây cắn em đi anh ơi. Để mấy bọn này cắn tuyệt vời luôn đi các bạn. Các bạn bật ống nhòm lên cho nó cắn nhé. Ông nào muốn chết nhanh ý thì các bạn bật ống nhòm lên cho nó cắn. Những cái hang nào mà các bạn không chết được luôn thì các bạn cứ ra các bạn cho thú cắn. Còn những cái hang như thế này thì đây, tôi đặt cái giường này là gọi là ở cái địa điểm nó đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, quay ra đằng sau là có, nhảy xuống cái này được đi luôn. Trời ơi. Đây, về cả cái hang này tôi lấy luôn nhưng các bạn xem. Ô, thế rồi còn chưa đi cái hang độc nữa. Thôi kỳ lấy cái hang này nhé các bạn ơi. Cho nó nhiều antifact. Nói chung mà lấy antifact thì nó nhanh. Bây giờ các ông không phải là chạy hang, chạy khốn khốn khổ khốn nạn đâu. Đợt mình chơi cái chế độ cái gì nhỉ? Hardcore ấy. Ui dồi ôi, toàn phải chạy lang thang thôi mà chết cái là sợ lắm, chết cái là tụt hết level luôn. Còn cái này thì sắp tới mình cho các bạn sell, chắc các bạn chỉ ăn xong các bạn trải nghiệm thôi. Chứ các ông không phải cày hay là chơi cái gì đâu. Đó, ui nè, mà mình năm cắn yếu thế, tao đã bật ống nhòm cho mày rồi đấy. Tao đã bật đèn xanh cho mày rồi, mày cắn yếu quá. Cắn như, đấy, nó phải cắn như con này này. Đây mình vào hang độc luôn nhé các bạn. Đó. Các bạn đi hang này bây giờ thì các bạn chỉ cần dịch chuyển thôi. Sắp tới mình đặt nốt cái hang, à cái giường nữa là xong. Full 6 cái hang là cái hang nào cũng có giường. Các bạn tha hồ mà các bạn đi lại luôn ý. Đây. Được bao nhiêu cái? Đấy. 5 cái rồi, còn đúng một cái nữa thôi. Một cái nữa là cái hang núi lửa. Cái hang dưới chân núi lửa chứ không phải hang núi lửa. Hang lava kìa. Ui 800 cấp này. Đùa thế. Ăn đi. Rồi xong rồi. Đó mình sẽ mang về nhà. À mà quên, mẹ nhà tôi đéo có obsidian. Có cái obsidian thì mình còn làm cái bệ đá. Cái bệ đá đấy để đựng, để kiểu như là các bạn để cái antifact lên ấy thì các bạn mới làm được cái nhiệm vụ cho Jopirom. Hôm qua thì mình cũng có chơi nên là mình giết được con Alpha T-Rex các bạn ạ. Giết được con Alpha T-Rex nên là tôi có được cái đầu. Thế nên là tôi đã gần đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đợt này chỉ cần tích 40 mấy amber nữa để mua cái bản X2 thôi. Súng này, cung này. Bàn, ui, cái bàn hồi sinh này được 200 metan đấy. Không đùa đâu. Thế là ngon rồi. Từ đã tôi hẹo đã. Cái bàn hồi sinh ấy là 200 metan đấy các bạn. Không phải đùa đâu, ngon phết. Các bạn đặt ra rồi các bạn phá đi thế là xong. Không cần phải nghiền đâu nhá. Tôi không biết là nghiền nó có nhiều metan hơn không, nhưng mà tôi nghĩ là đập ra xong rồi các bạn đặt ra xong rồi các bạn phá đi là nó còn nhiều hơn. Đây mình sẽ về nhà mình thử cho các bạn xem nữa nhé. Đó, tầm này thì không đi bắt thú gì đâu, chỉ ăn xong mới ở nhà thôi. Đó, thú nhà mình cũng có nhiều rồi. Thú, thực ra thú nhà mình nó nhiều lắm. Đâu nhỉ? Đây. Đó. Hôm qua gặp được con Guarino level 450 max, thế mà thế đéo nào tôi để đập chết luôn đi các bạn. Khốn nạn thật, cho cái gì vào bây giờ? Không cho được cái gì vào này, đến bao giờ nó mới được cho mình phá đây? Đợi hết cái vạch này cơ, nó mới cho các bạn phá. Đây này, nấu phết đấy. Từ đã. Cho ngọc con gấu này vào nhé các bạn. Rồi, thì nhớ 200 metan này. Đấy, các bạn được 200 metan và không mua được cái gì hết nữa. Thế thôi. Từ từ đã, tôi vớt cái cục này đi đấy. Quá là ngon luôn, đúng không các bạn? Quá là tuyệt vời luôn. Còn cái điều gì mà tuyệt vời hơn được nữa? Các bạn thấy không? Chẳng phải làm cái gì cả, chỉ cần đi hang thôi. Và các bạn đã có sắt rồi. Nếu mà như ngày xưa thì lạc hậu là các bạn lại phải đặt mấy cái lồng, cái gì nhỉ? Mấy cái đồ ấy để ở trên đoạn ngọn núi lửa đấy các ông. Ấy, pha metan nó nhanh. Chứ bây giờ mình làm cái nhà ở đây rồi thì đi lấy metan nó khó lắm. Mấy cả metan nó hồi lâu. Đó, ngày xưa thì mình chơi mình toàn đặt mấy cái lò lung ở trên đấy ấy thôi. Ủa,
Đoàn đặt mấy cái lò lung ở đoạn trên núi lửa để mình farm cho đấy cho nó nhanh ý. Ôi mẹ, tôi đéo biết cần câu này có ra cái gì không ta. Cần câu này chắc ra toàn đồ đẻo, để mình xem này. Có chế để cần câu không? Chế được. Chế được thì làm kiểu gì? Lấy amber câu được không ta? Hôm nay giàu rồi, câu thử một lần. Ui mẹ, câu được, câu phát 38 amber à? À các bạn, kéo vào nhé. Đây mình đi mình câu thử nhé. Tôi tưởng kéo phát vào là lại 38 amber. Ủa, đừng bỏ phải làm cả cái ghế nữa nhé. Mình cái ghế nữa cơ. Căng phết gì. Đâu ghế này cái nào? Hay nằm hẳn hai, đây nằm hẳn ghế ghế gỗ đi. Và mấy gỗ phi bờ mấy cả rát. Gỗ đâu? Gỗ giờ nhiều lắm, câu nghiền ra cũng có đầy gỗ ấy. Đây. Mình sẽ đi ra đây mình câu thử một phát xem nào. Xem nó có uy tín gì trong lời đồn không. Trời ôi, ôi ông mày. Lên đồ. Ôi, trời, nhìn cục amber kìa. Chuẩn bị báo cá đây này. Những danh con, ơi, không xem được góc nhìn thứ nhất à. Câu đêm này không biết cá nó có ăn không nhưng mà mẹ cảm tưởng nhìn này. Cái bờ sông, à, có. Ở đây, đây rồi. Lên hàng, chuẩn bị báo cá này. Con này phải chục cân. Không biết được cái gì đây. Mình sẽ vuốt véo thế này. Ôi, tốn một amber của tao. Không được cái gì cả. Ui mẹ, nó cho mình đít đùi mấy cái thịt cá này, thả nó xuống sông nó quét một tí là đầy thịt cá luôn đi. U má Sài Gòn, tốn đúng một amber của mình đấy, không phải ít đâu. Không có cái gì đâu. Ui xuống chạy ngủ xong rồi đến đêm thế này hơi bị vô lý ta. Mình thì chơi game không bao giờ thích buổi đêm đâu nhé các bạn này. Khi mà mình chơi ARK ở trên PC ấy, thì mình thường xuyên mình chỉnh cái thời gian buổi đêm nó rất là ngắn luôn. Đêm đúng tầm chắc được 1 phút cái nó lại sáng quắc luôn mà. Buổi sáng thì rất là dài luôn nhé các bạn. Đó. À, đợt này mình nhà có điều kiện rồi. Nên tí nữa tôi sẽ đi qua hang, tôi đi qua núi băng để tôi farm lông, làm hẳn cái giường nó tử tế, ngủ phát sáng luôn. Chứ cái giường này nó không được ngon cho lắm. Đây, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh vẫn còn rất là nhiều. Anh em có thắc mắc là tại sao mà cái tủ lạnh để đây nó vẫn hoạt động được không? Bởi vì là mình đã làm một cái máy phát điện ở trên ngay trên đây này. Nó giấu rất là kỹ luôn. Tôi phải tìm mãi mới được một cái địa điểm thích hợp để đặt cái máy phát điện đấy các bạn ạ. Thực sự thì nếu mà không ai biết đâu, để như này không ai biết đâu, nhưng mà khi mà các bạn bay lên đứng trên nóc nhà mình, các bạn sẽ biết được là cái máy phát điện nó ở đâu. Đó. Mình thì để khá là nhiều cái đồ cái này trong đây rồi, nó thế nên là nó có hoạt động mấy tháng nữa nó cũng không hết được nguyên liệu anh em ạ. Ok, đợt này thì mình sẽ con chim này là ban chim bao nhiêu đấy? 629 đây. Còn 671 thì các bạn không nhìn này, 183% tốc độ chạy. Cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đừng đùa, đừng bỏ trong chế độ này là farm never chậm nhá. Tôi đầu tiên là 655 ấy, tôi cày lên 20 cấp đấy. Tôi giết con Alpha T-Rex này, một con Titan này. Đó. Lúc mà tôi giết con Alpha T-Rex xong ấy, chết rồi, mình không biết cái đầu mình để đâu cơ. Đây, trời ơi, đẹp trai liền. Từ đã, à đây, dán lên trên đây đẹp này. Từ từ, mở khóa ra xong rồi dán lên luôn. Cái này đéo phải. Cái gì nhỉ, cái gì tròn tròn ấy. Cái này mà đéo bao nhiêu ấy. Đây, anti-fuck này. Perfect luôn. Nó nằm ở đéo đâu cái câu ạ. Hay là mình nướt qua rồi. Ô, nướt qua rồi à? Cái đấy nó tên là cái gì nhỉ? Lâu lắm rồi tôi không chơi, tôi cũng không nhớ nữa. Ngày xưa mình không biết mình tìm ấy ở đâu ra ta. Đây này, tôi nhớ là ở những cái đoạn này này. Nhưng mà mẹ đéo hiểu nó nằm ở đâu cơ. Từ từ mình ghi nghĩ ra nhé. Ui mẹ, cái bàn phím. À đây, tiền sư bố mày. 200 sắt, à 200 gỗ. What the. Đây, có ngay. Có hẳn 1.000 gỗ luôn, tha hồ mà chế. Đấy, ok rồi. Giờ mình sẽ đặt cái này lên trên đây. Mình không được đâu rồi. Đặt đâu bây giờ? Đặt đây á.
À thế đặt được đi, lệch rồi. Đặt kiểu gì cho nó thật cân rồi. Nhìn thì cái đầu đầu con đếch nó mới đẹp. Xem nào. Đi đây. À cho vào đây à. Ui trời ơi, mẹ cái nhà này mà bị con nào nó vào đây nó vồ cái miếng này phát thì thôi, vỡ mẹ cái đầu con đếch của tôi cũng khốn nạn đấy. Đây đẹp chưa. Trời ơi, từ từ đã, mình chế mấy cái giờ, mấy cái gì ta, mấy cái đèn nhà đã các bạn ơi. Tại là nhà đéo có cái gì cả, nó tối quá. Nhà tôi không có một cái gì hết, nó hơi bị tối. Đây quả đèn siêu cấp pro luôn, thế là 6 cái rồi nhá. Hiện tại là mình đang bị ốm, thế nên là mình nói chuyện nó cứ kiểu nó như là nó bị khàn giọng ấy, nên là anh em nghe nó hơi bị khàn khàn thì các bạn không nghe rõ, các bạn cứ bật mắc âm lượng lên nghe cho nó rõ mình nói cái gì. Không công cái bộ thằng này nó chơi game nó cứ lẩm bà lẩm bẩm như thần kinh ấy thì lại chết tôi đó. Tôi tí nữa tôi có lên đặt mấy cái đằng sau nhà không ta cho nó đẹp, chứ bây giờ nhà mình có mỗi một cái đèn đây, cả cái nhà của tôi có đúng một cái đèn thì bị cái cây nó chắn mất rồi. À, làm cách nào đập được cái cây đi mà nó không mọc lại nữa cơ thì nó đã ok, chứ tôi đập đi không biết bao nhiêu lần rồi nó cứ thế nó mọc lại thôi. À, nó đây tôi lấy ra đã ba cái này, mình sẽ đặt đâu bây giờ. Ấy một cái bên đây. Ui giời, mình đùa tao đấy à? Này đi, làm đéo có chỗ đặt. À, đây đặt, đặt được mấy cái chỗ bên này này, dẹp này. Ấy chỗ ngủ mình đặt thêm một cái nữa rồi, tuyệt cú mèo. Tôi đi lấy thêm ít gỗ để cho vào xem nó có sáng như lời đồn nữa các bạn. Mỗi cái này thì chắc các bạn phải cho tầm 1.000 gỗ, không biết nó có cháy. Ui ui sáng thế, sáng lắm các ông ơi, mẹ nó như kiểu cháy nhà ấy nhỉ. Ui, nhiều gỗ quá rồi. Như kiểu cháy nhà luôn. Cái này thì nhà tôi hôm nay lại sáng nhất rồi. Úi trời ơi. Đây, đây đây chỗ này cái nữa này. Cái này mình có nghĩa là mình nên để bên ngoài. Ui. Cái gì này? Nhà. Nhà, mẹ quả nhà nhìn nó kiểu tu tu kiểu gì ấy nhỉ. Đáng nhẽ là mình phải để đặt hai cái bức tường ở chỗ này nó chắn lên để cho nó cân thì mình mới đặt thêm một cái đèn ở bên đây. Nhưng mà bây giờ à không, vẫn đặt được. Vẫn đặt được chứ sao lại bảo không đặt được. Vẫn được cái chứ, tuyệt vời luôn ý. Rồi gỗ đâu đây, vẫn đặt thoải mái luôn nhé các bạn này. Các bạn đặt chống lên đây xong rồi chống lên đây xong rồi các bạn phá bên dưới đi để đủ đủ cái khoảng cho cái bàn sờ mi thít này thôi. Đây đấy, thế là xong rồi, các ông phá cái này đi. Trời ơi nhưng mà tại sao nhìn một bên này nó trắng trắng, một bên này nó đen đen xấu xấu nhỉ. Giờ mình làm cái nhà là mình phá mẹ cái này đi đã. Mày từ từ đã câu ơi. Đặt thế nào nó cũng xấu. Nếu biết là bây giờ phải thiết kế như nào bây giờ. Mình phá cái này đi đã. Đấy, xong rồi tôi xây lại. Nhà vào là bật nhạc ấy nhỉ. Đây. Có như này nhé các bạn. Nhiều sắt quá, à nhiều gỗ quá. Lấy cái này ra đã. Ok. Tôi sẽ đặt lại để cho nó cân đi, nhìn nó thấy nó phải đẹp đi một tí chứ. Đây đấy như này nhé các bạn, cho nó cân nhé. Úi trời ơi, đặt cái hai bên nó gọi là đỉnh. Đây 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 đây, từ từ đã, chỗ gỗ là đẹp rồi đấy. Một cái này, từ nay là nhà mình không còn là tối tăm nữa các bạn ơi, bây giờ nó sáng sủa rồi rồi. Ôi mẹ mày, chúng mày có thấy tao ngầu không? Tí nữa đặt hai cái nữa ở ngoài cửa nha các bạn, để cho nó còn sáng. Giờ là nhà sáng nhất đêm nay luôn. Ok nữa đấy, thế là đẹp rồi. Bây giờ mà phá cái này đi thì cũng hơi khốn nạn đấy các bạn. Nó đéo đặt được đồ, bình thường đặt lên hai cái lóc đoạn chỗ nhọn nhọn này thì nó còn được này, bây giờ mẹ đéo đặt được, cái này là tôi phải tạo cái miếng này ra. Bây giờ trông nó cái kiểu gì. Thế thì từ từ mình chế tiếp rồi đã, chế tiếp luôn cái cục này đã.
để cho nó đẹp hẳn luôn, cho nó tuyệt vời hẳn luôn đấy. Đây tôi tạo hẳn một khoảng vuông như đây luôn nhé các bạn. Đâu đây, mình sẽ tạo con mẹ hẳn một khoảng vuông như đây luôn cho nó tuyệt vời luôn. Có gì ví dụ có cái dương hay là có cái gì mình đựng vào đấy cũng được này. Đúng không? Ok nhá. Mình sẽ chế thêm một cái miếng nữa. Đây nhá. Được rồi. Đấy, như thế này nó có phải là nó tuyệt vời hẳn đi không? Xôi ôi, quá là đẹp luôn. Mà đéo biết tôi đặt mấy cái bếp. À mà tôi không hiểu lý do vì sao mà mình đặt rất là nhiều bếp thế này rồi mà nó không thể nào nó lụng, nó làm cho máu quả trứng nó dừng lại đấy nhé các bạn. Máu quả trứng lúc nào nó cũng tụt luôn. Thế nên là mình đang suy nghĩ là có nên làm máy ấp trứng không. Bây giờ thì mình cũng chưa cần mấy con thú baby cho lắm. Lần này thì tôi đang định đi bắt con Griffin để bay cho nó nhanh ý. Đó, thì lúc đấy mình cần thú baby sau. Chứ bây giờ thú baby mình chẳng làm được cái tích sự gì cả. Mới cả bây giờ cái quả trứng này nó, nếu mà cày ra một con thú baby nó nâu lắm không ạ. Má thật sự để mà nói luôn, cày một con nó lâu vãi cứt ra. Con này tôi cày đến 200% tốc độ chạy rồi, chẳng nhẽ tôi giết à? Đẻ ra con này chẳng nhẽ tôi lại giết à? Kiểu nó nóng thế nhở? Máy nóng quá các bạn ơi. Nếu hiểu tôi chơi game nóng thế, lỗ hết điện thoại rồi. Từ từ đã. Ê, mình sẽ quyết định qua hang băng để mình làm cái này nhé các bạn. Đây, cho hết vào. Mấy cái đồ này mình cũng không có cần dùng lắm, tôi cũng cho hết vào trong đây. Đó, thế thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt một con thú đã. Đúng rồi, anh em biết tôi bắt con gì đấy. Có lên bắt không ta? Bây giờ có lên bắt không? Nếu bây giờ tôi bắt Griffin ý thì nó khó lắm. Bởi vì là mình làm gì đủ kíp bồ mà bắt nó đâu. Mẹ con danh con ấy thì nó khó bắt cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình đang nghĩ là mình đang đi đâu nhỉ? Mình vừa nãy mình nghĩ xong rồi mình lại quên mẹ mất. À, đi cái hang núi nữa, đi nốt cái hang kia để tôi làm cái nhiệm vụ giờ cho Pidom này nhé các bạn ơi. Tập này chỉ cần đến đây thôi chứ mình không cần gì nhiều. Mình nhớ hiểu sao mà mình dễ nhanh quên đấy nhỉ. Mẹ vừa mới nghĩ ra xong, động tí rồi đã định đi nữa còn Griffin rồi. Griffin để tập sau đi. Griffin mới quét rác mấy cả Titan để tập sau đi. Đó, Titan thì mình có cái yên rồi. Còn danh con này một sút là chết. FPS nó còn bao nhiêu? Càng tốc lên, rồi 23 FPS đã vãi ông à. Trước 10 năm, ui nó tụt FPS đấy các bạn này. Tụt vãi cứt luôn. Nó phải gọi là vãi cứt luôn ấy. Mình ban Lucio phát cho mượt game như thế nào. Xóa bộ nhớ đi. 147. Giải phóng dung lượng luôn. 9,4 MB. Thế thì mày giải phóng được cái đéo gì. Ú má. Cái này không thiết nhá. Này mình không cần. Mình sẽ bay thẳng qua cái hang núi nữa. Núi nữa là mình còn chưa đến đi vào đến cái cửa hang cơ. Tôi sợ vào đấy xong rồi chết thì lại khốn nạn đấy. Mình sẽ vào bên trong đấy để mình đặt cái giường đấy nhé các bạn ơi. Đủ 6 cái đi. Lúc nào mà hết kết cái series này thì mình sẽ cho anh em cái file. Xong rồi các bạn chỉ vào ăn xong thì các bạn dịch chuyển thôi. Nói chung cái file này nếu mà tôi đến cái lúc mà tôi cho thì các bạn chẳng phải làm cái gì cả đâu. Cùng lắm nếu mà tập cuối mà mình không bắt được con Tuso ấy thì các bạn vào các bạn bắt nốt hộ mình đi. Các bạn vào các bạn tìm kiếm nốt hộ mình. Chứ tôi thì tôi không có bắt được con đấy. Hôm qua tôi đi tôi tìm rồi. Đi bơi quanh cái biển luôn. Bơi hết cả cái vùng biển không tìm được con Tuso đâu. Mình đang quá là lãn luôn. Mình chơi trên PC thì mình nhìn con Tuso nó gọi là nhìn. Ở đây biển thì lúc đéo nào cũng có luôn. Ở mobile thì kiểu nó bị feed đấy. Con đấy nó hiếm quá. Con đấy mới cả cái con cá đéo gì. Con cá may mắn xì ra gì. Con đấy cũng hiếm. Hai cái con đấy khó tìm cực kỳ luôn. Đó các bạn phải thật may mắn thì các bạn mới nhìn thấy nó. Đợt trước thì mình chơi online mình có nhìn thấy con Tuso một lần. Nhưng mà vì sau thì đéo có lần nào nữa. Không có lần nào nữa luôn. Suốt từ đợt đấy nên bây giờ là tôi chưa nhìn thấy con Tuso lần nào nữa luôn. Còn lại thì mình có mấy cái file con Tuso để rách toàn đi xin. Cũng xì đà bỏ bán được ấy. Còn Tuso toàn 90, có còn 100, có còn... Cũng xì đà lắm, không, nói chung là không ra gì các bạn ạ. Ok nhá. Chúng ta sẽ lấy cái giường của con này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi về trong hang. Cái hang này thì nó khá là tối. Nên là mình quyết định sẽ sắm cho mình một cái đuốc. Ok. Đâu rồi? Mình đuốc đâu? Đuốc thiếu gỗ rồi trời. Đấy, mình còn chưa mò vào cái hang này đâu nhé.
cái bàn keyboard của mình ấy thì mình mới chỉ có 2.000 2.000 xu thôi, thế nên là tôi vẫn chưa đủ. Con này bao nhiêu cấp đây? 120 cấp. Cái bàn keyboard của mình vẫn chỉ 2.000 xu thôi. Ở chế độ hát thì mình mẹ hình như thì tôi mua tầm 90 ampere một lần. Đó, tầm 90 ampere tôi mua cái keyboard Alo sau rớt ấy là đã tem được con gì nhỉ? Đã tem được con ấy rồi. Này mà mắc đấy nhá. Tôi đi diều mắt. Là tôi đã tem được con Griffin Never 300 mắc rồi. Còn ở chế độ này thì chắc là các bạn phải cần đến tầm nó nhiều lắm, nói chung là nó vô kể luôn ấy. Nó nhiều gấp đôi chế độ hát luôn. Chế độ hát thì nó còn nhanh như cái chế độ này đi. Mẹ 450 cấp đâu vậy? Đâu phải là ui ơi ôi, cái gì đây? Gì vậy? Đi đi sale rồi mà. Ôi một con nữa chứ, hai con à? Ui ba con à? Rồi. Ôi rồi. Đi đi sale. Đồng thế. Mình thì máu mình chỉ có 300 thôi, thế này là mình dễ chết lắm. Không thể ngu người được. Đâu nhỉ? Bây giờ mình sẽ đặt ra đây nhé các bạn. Đặt cái chỗ nào mà tôi chỉ việc tỉnh dậy là tôi đây chính là nó. Ơi ôi đặt được, đặt được, đặt được, đặt được, đặt được các bạn ơi. Ôi chết rồi, đặt được, đặt được, đặt được, nhanh 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 đây, trời đẹp luôn, trời ơi đấy có gan thì phát hồi đi ra ngoài nhé các bạn. Đó, mình để độ sáng khá là thấp ấy. Thế nên là mình cũng khó nhìn. Các bạn xem thì chắc là độ sáng nó cao, thế nên là các bạn nhìn thoải mái được. Đây là đéo hiểu đoạn đầu hang đấy, nắm rết thế. Toàn mấy con 200 nó bắn phát là chết luôn ấy. Bây giờ thì mình cũng không thiết sống nữa các bạn ơi. Bắn phát tôi chết được. Ơi. Ra ngoài cửa hang mà chết người cứu nạn ấy. Thế là tôi quyết định sẽ đi ra khỏi hang để chinh phục cái hang này luôn. Cái hang này ngày xưa mình đi rất là nhiều, bởi vì là ngày xưa các bạn biết không, mình tận dụng cái đồ chi đi lắm. Còn bây giờ cái hang này thì mình không ấy cho lắm, được có 1.500 này. Mình cái hang này không biết là nó cho cái đồ gì, tôi nghĩ là chỉ đồ cho mỗi đồ chi tin thôi, chứ còn lại chẳng có cái đồ gì nữa đâu. Đó tầm này thì có lẽ là sẽ kết thúc nhé các bạn. Đó các bạn xem video này các bạn thấy nó nhanh nhanh ấy, thì có nghĩa là mình đã chỉnh cho nó xuống ở tốc độ tăng lên 0,5% tốc độ đấy, để cho cái thời lượng video nó ngắn. Các bạn xem thì các bạn cũng không cần phải ngồi theo dõi mình như ngày xưa nữa. Bây giờ mình chỉ tóm tắt tất cả các nội dung gộp vào một video nó ngắn rồi. Đó, ngày xưa thì mình làm video là 1 tiếng, nói dài dòng lắm các bạn ạ. Lúc nào tôi cũng lẩm bà lẩm bẩm mồm nói liên tục luôn. Suốt 1 tiếng liền tôi ngồi với video, có khi có cái video tôi quay 2 tiếng. Xong rồi tôi cắt đủ các thứ đi cho nó còn 1 tiếng ấy chứ các bạn. Còn bây giờ thì mình quay đúng một lần, không cắt ghép gì hết. Các bạn xem thì nếu mà các bạn đoạn nào các bạn thấy chán thì các bạn có thể tua qua cũng được. Còn không thì các ông cứ xem thôi. Bởi vì bây giờ video nó ngắn rồi, video cũng nắm lên 40 phút là cao nhất này các bạn ơi. Video này mình sẽ để tầm 35 phút thôi. Mình sẽ tăng tốc độ lên còn 0,5 xem cho nó mượt mà, với cả tốc độ nó nhanh hơn. Mấy cả bình thường thì nó cũng không có lag mấy, nên là mình tăng lên một tí cho nó gọi như là iPhone 13 Pro Max luôn. Đợt này thì mình cũng có tiền rồi, mình định mua một con iPad để mình chơi cơ. Nhưng mà iPad thì nó kiểu như nó không mang đi lại được ấy. Nhưng mà tôi quyết định nhé các bạn, quyết định đợt này có tôi sẽ mua con iPad. Con tôi sẽ mua con đéo gì nhỉ? Xiaomi Mi Pad 5 Pro nhé các bạn. Con đấy nó có giá tầm 8 triệu đến 9 triệu rồi đấy, mình cũng không nghĩ là nó 10 triệu đâu. Nhưng mà con iPad ấy quá là ngon luôn. Vì lúc đầu là giá gốc của nó 10 triệu cơ, nhưng mà bây giờ cái giá của nó chỉ có 9 triệu thôi. Mình đợi 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 1 tháng nữa để cho nó giảm giá đi. Còn tầm 8 triệu đấy sẽ mua nhé các bạn ơi. Còn đấy quá là ngon luôn. Ui đúng rồi, để ra đúng đồ chi tin luôn ạ. Đúng đồ chi tin luôn. Thôi đợt này thì chưa có sắt mấy thì tôi về tôi làm đồ chi tin dùng nhé các bạn. Ok. Không có cái gì. Thôi chúng ta sẽ bay thẳng về nhà luôn. Cho nó nhanh các bạn ạ. Về nhà luôn cho nó nhanh. Thế chứ có gì đâu, thì các ông đợi tôi bay con chim vén nhà. Có cái gì đấy. Tôi không mà tôi chăm chỉ chịu khó thế đâu. Tôi chỉ có chết luôn cho nó nhanh. Bùm. Bùm.
Ôi ôi, từ nay về sau chúng ta không còn lo lắng về cái chết nữa. Ngày xưa mà cận kề cái chết á, ngày xưa chơi chế độ hardcore của chúng ta mà cận kề cái chết thì thôi, ôi rồi, mình thốn lắm, nó không có tuyệt vời sung sướng như bây giờ đâu. Đâu nhỉ, con chim mình đang chết rồi, 600 con em bao nhiêu, 671 đứng đầu tiên rồi đấy. Rồi mình sẽ về mình chế độ chi đi mặc tạm các bạn ạ, có cái găng rồi đúng không, găng sắp hỏng bán rồi. Đây một bộ quần áo liền, thiếu cái giày với cả cái mũ rồi. Gì? Ui mẹ, cần nắm chỉ điên thế. Đù ma, cần nắm chỉ điên quá các bố ơi. Để lấy đâu ra bây giờ? Nhiều chỉ điên quá. Không đủ chỉ điên để mà mình dùng ấy. Đù ma khốn nạn nhỉ. Ui ôi, gì đây? Hết cả thịt thối để mà chế rồi cơ. Ui trong đây có gì đây? Ba cái cung. Mẹ thừa đồ, như là đợt trước là tôi thừa quá, trong tôi vất vợ ở trong đấy đấy. Đúng, đéo đủ chi đi các bố ơi. Thế nó có khốn khổ khốn nạn với tôi không? Thế này, cho các bạn xem cái này của mình luôn. Cái chép này này, tôi đã có 2.000. Tôi lần này tôi định mua cái kíp bộ Ano 6 đớt nào đạn đầu tiên. Đây này, Ano 6 đớt này. Mình mua, nếu mà các bạn mua full full 9.000 ấy thì nó ấy lắm. Mình đéo biết là nó có đủ không cơ. Nhưng mà tôi nghĩ là nó đủ cho cái con Griffin nhé. Đợt này mình sẽ sell game trước thì mình mới dám làm nhé các bạn ơi. Đó, ok. Thì tập này của mình đến đây là kết thúc rồi nha anh em. Em thấy hay thì các bạn nhớ like, đăng ký, để ủng hộ mình nhé. Tập sau các bạn nhớ đón xem thật sớm để mình bắt con Griffin đi các ông xem nhé. Sao đặt mình cứ tối tối mà nó lại chập chờn thế nhỉ. À, nó do cái miếng này nó bị khúc xạ ánh sáng. Đây, đi ở đây nhìn rõ. Đi ra bên đây, né thằng phát. Nó kiểu nó bị tắt. Má game.